Ưu điểm của em nhiều lắm. Khóc nhà nè, nhõng nhẽo nữa nè. Em cũng nấu ăn cũng ngon và em rất là hoạt ngôn. Còn khuyết điểm của em là nói rất là nhanh, hay khóc nữa. Dạ em biết nhậu không? Dạ biết chị. Đô là sao nè? Dạ một lo là xỉn rồi. Thôi mình cất vô luôn đi. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi đến là cha chị Nam Thư xinh đẹp. Chúc mừng em. Và chú Quyền Linh và tất cả khán giả đã có mặt tại trường quay của ngày hôm nay ạ. Wow. Trời ơi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thúy Hằng, năm nay 26 tuổi, quê ở Vĩnh Long. Hiện em đang ở quận 12 và nghề nghiệp của em là em hiện kinh doanh một quán lẩu nhỏ ở Vĩnh Long luôn ạ. Đó, bây giờ đó thằng trai giới thiệu bên kia là ở Vĩnh Long bán lẩu đó. Em tên là Trần Đức Tấn, người tỉnh Vĩnh Long, đang làm việc tại Cần Thơ. Làm Cần Thơ làm gì? Em làm bên công ty cung cấp nước sơn xe hơi. Bên kia bán lẩu, bên đây sơn xe hơi ha. Đang gái mình nói ưu khuyết điểm của bản thân mình nè. Ưu điểm của em nhiều lắm. Khóc nhè nè, nhõng nhẽo nữa nè. À mà... cái đó là mình liệt vô ưu điểm ha em. Dạ ưu điểm của em đó chị. Em cũng nấu ăn cũng ngon và em rất là hoạt ngôn. Còn khuyết điểm của em là nói rất là nhanh, hay khóc nữa. Dạ em biết nhậu không? Dạ biết chị. Đô là sao nè? Dạ một lon là xỉn rồi. Thôi mình cất vô luôn đi. Bây giờ coi đàn trai nè, mạnh mẽ lên em. Ưu điểm của em là luôn đúng giờ, chăm chỉ. Còn về nấu ăn thì em nấu cả tiểu đoàn ăn được. Vậy hả? Nấu lẩu được không? Em là anh nuôi. Anh nuôi luôn hả? Dạ. Hay quá, chúc mừng em. Em có khuyết điểm gì không? Cái gương mặt em á, nhiều khi nhìn vô thấy có nhiều người thấy giống như là thấy như em nghiêm lắm. Nhưng thật ra tại cái nét mặt em nó như vậy đó. À chứ em có nghiêm không? Em không có nghiêm gì hết. À, bình thường không? Dạ, cười lớn lên anh. Coi. Dạ bình thường anh Linh. Bình thường không? Bình thường. Cười lớn lên coi. Dạ. Thấy chưa? Đàn trai ta vui ghê không? Nghe là thấy bình thường rồi đó. Bình thường lắm luôn á. Đâu có gì đâu mà. Bình thường mà. Thì bình thường mà. Bình thường thôi. Bên đàn trai ơi, nghe bên đàn gái mình nói là rất là hay nhõng nhẽo, thì cảm nhận bạn sao nè? Với mình thì chuyện đó cũng không có gì là khó lắm. Có nhưng thể... mà lúc mà bực mình lên nhõng nhẽo hoài cũng bực mình lắm rồi nha. Trong cái đó thì có cái khuyết điểm của em là nếu mà nhõng nhẽo quá thì kỳ, em nín thinh à. Nín thinh luôn. Em không có là quậy phá, không có làm gì hết trơn. Ta nhõng nhẽo mà nín thinh mới mắc cười quá. Dạ. Con gái nhõng nhẽo khóc nghe là phải dỗ dành ha. Chừng nào bà la, bà chửi, bà mắng, bà đánh đập thì mới nín thinh. Dạ. Thử nhõng nhẽo là vấn đề gì coi nè. Anh ơi. Ơi. Anh à. À. Em mới hai chứng nhận kim cương kìa. Anh kết hôn nha, để em được lấy đó. Anh có chịu không? Anh đồng ý. Ôi. Thấy không? Vậy mà ông nói là ông ngồi im. Tùy lúc em ngu chứ đúng chị. Đúng rồi. Rồi, bây giờ bạn gái nói cho anh biết coi. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, em có hai mối tình ạ. Ừ. Có một mối tình hồi học sinh rất là vui, chỉ nắm tay thôi. Dạ, mối tình thứ hai thì em chia tay được 3 năm rồi ạ. Quen được 1 năm, 2 tháng. Mấy ngày? Hình như là 4 ngày hay sao? Tại sao chia tay? Em nhõng nhẽo quá, chịu không nổi. Cái ca bên này là nhõng nhẽo đó nha. Rồi cái lịch sử tình trường của đàn trai mình bên đó làm sao nè? Bên này thì em có nhiều mối tình. Nhưng mà em sẽ kể một mối tình gần đây nhất. Mối trai mình lướt web trên mạng, mình quen được một cô. Trong thời gian khoảng tuần đi, cái mình cũng hẹn cà phê, cà pháo nhiều lần rồi. Mình cũng được tìm hiểu tới gia đình khoảng gần 6 tháng. Thì vấn đề đó quá nhạy cảm quá thì em xin không có thể tiết lộ ngay đây được. Là vấn đề gì mà đặc biệt? Cô có gia đình rồi hả? Cô có gia đình rồi. Ờ. Đại khái là có gia đình rồi mà không thông báo cho em biết. Đúng rồi, kể cả mẹ cô ta cũng không nói luôn. À, tức là giấu. Giấu tất cả hết. Anh năm nay cũng 39 à? 39 tuổi. Đó, cái khoảng cách chênh lệch tuổi tác mình nó hơi xa xíu rồi. Anh có quan ngại gì là mình lấy vợ trẻ quá? Anh thấy sao? Anh thấy gì được á? Vậy được rồi hả? Thì tất nhiên ông phải được rồi. Sao bé? Dạ, em thích chị. Em thích phong, mình dạ. Lâu già hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng thôi, bên này em chịu luôn nha. Chịu cái phần đi. Tuổi tác là bỏ qua đó. Đàn trai bên đây hiền lành, tốt bụng ha, từ tốn, kiên nhẫn, thậm chí là chịu đựng luôn. Cô gái miền Tây ha. Dạ. Dễ thương, tóc dài ha. Em ơi, cái cô bán lẩu này đó, cổ tiếp khách nhiều lắm. Rồi có những người đàn ông vô cờ cười. Em ơi, lấy cho anh cái lẩu đi. Nó, ừ, anh ăn lẩu gì vậy anh? Em có ghen không? Nếu là vợ của mình thì mình phải tin với anh Linh. Đúng rồi, tin. Cái chuyện đó là những cái cách bán hàng thôi cách nha. Cách bán hàng giao tin tiếp. Vợ nha. Vậy được. Tâm sự đi để hiểu nhau nhiều hơn. Anh có món quà tặng em. Cảm ơn anh. Anh có thể mở quà trước được không ạ? À?
có bức thư anh. Anh có thể đọc bức thư đó được không ạ? Gửi anh, chồng tương lai của em. Trời ơi, vô vô nè. Vô vô. Vì kinh tế nhà em khó khăn nên mẹ em hỏi anh có muốn làm rể nhà em không? Anh có muốn làm cha tương lai của con em không? Anh có muốn làm chồng tương lai của em không? Và nếu anh im lặng là anh đồng ý. Nếu anh trả lời coi như cũng đồng ý nhé anh. Em im lặng cũng được mà. Im lặng rồi mới kêu nhanh tối ơi. Trời ơi, hay quá nha. Trời ơi, lãng mạn dễ sợ. Của em. Ủa là sao nè, bây giờ mình có tập trung. Anh Linh này thiệt mới là vừa lắm. Của ta còn xúc xa xúc. Em muốn hỏi anh là anh có tin vào phong thủy hay là dị đoan không ạ? Anh tin cái đó là trên 50%. Giống em. Bây giờ anh thấy em như vậy thì anh suy nghĩ có đúng mẫu người bạn gái của anh không ạ? Trong đôi mắt anh thì em như vậy là cũng theo cái mẫu của anh mong muốn rồi. Dạ cảm ơn anh. Em ở Vĩnh Long mà em ở cái đoạn nào, quốc lộ 1A? Em ở Cầu Mới á. Thì nhà em có bán lẩu thì anh rảnh ghé ăn ủng hộ em nha. Trời ơi, ơi. Anh á, thì anh đi làm Cần Thơ mà nhà Vĩnh Long. Nhưng thực chất anh có nhà riêng rồi nhưng mà anh không có ở. Nhà có... đó hiện giờ là mình cho thuê chứ không ở đó. Mình có mặt bằng cho thuê đúng không? Dạ. Ở đó trên đó một quán, về dưới đó một quán, muốn nữa Cần Thơ quán, Vĩnh Long quán. Mình phát triển các huyện nơi có một quán. Trời mình phải tính tương lai xa rồi. Tương lai em định tính là mở ba quán lẩu đó anh. Cái chỗ của anh thì nó còn vắng. Thật sự là anh cũng lớn rồi, anh chững chạc hiểu không? Mình cũng còn xì tin hiểu không? Mình hăm mấy xì tin. Thôi bây giờ mình làm gì góp vui nè. Để không khí nó rôm rã lên. Bạn gái có một cái tài năng là thích diễn kịch. Đó. Có thể góp vui cho chúng ta hôm nay. Diễn kịch nhẹ nhẹ nè. Nhẹ nhẹ hả chị? Ừ, muốn diễn gì nè. Có cần chị với lại ông Mai hỗ trợ không? Thử xem dạ, anh cần. Làm. Rồi. Đối ứng thế nào? Diễn dành thử xem. Để em đứng bên đây đi. Diễn nhớ nhà đối ứng nha, có gì kêu tôi phụ ra. Có nhiều lúc màn ở đây che lại nè. Em bắt đầu. Chị hai, chị hai. Gì hết hồn. Chị làm hết hồn mới đúng á. Ví dụ gì không? Vụ gì? Bên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đó. Có cái chú Huyền Linh đó. Thì hôm nay ông dẫn cái người yêu trong mộng cho em. Phố hôn. Em ngạc nhiên quá chị. Thiệt em bức xúc quá hả? Trời ơi chị mừng quá. Chị nghe chị mừng quá, chị tưởng mày ế luôn rồi. Mà chị thấy em đẹp không? Thấy em đẹp không? Đẹp. Mọi người thấy em đẹp không? Trời ơi, vỗ tay cái giùm em gái em cái mọi người. Chết, mà không được. Sao vậy? Chị em đẹp hơn em không chịu. Thôi để nó xé cái đầm cho mày vừa lòng. Thôi nó nghe nè, bây giờ chị vô bếp đi lấy hàng á. Chét lên mặt đi cho nó xấu xíu. Ừ, rồi chứ sao? Chứ một hồi người ta vô tới nó kìa. Người ta vô tới. Chết. Giờ sao? Hết rồi. Rồi coi khán giả, coi góp ý sao khán giả. Chưa kịp luôn á, chưa cho kịp nam chính vô luôn là bên này nữ chính cho hết kịch. Trong lòng em là thấy, nói chung là em thấy thích cô ta. Thích cô ta, không phải thích em chị ơi. Thích cô ta là thích ai, cô nào? Thích em. Chưa có cô nào có chồng đó. Thích cô ngồi ghế anh Linh đó. Thích cô ngồi ghế đúng không? Thôi nói rõ, tại vì cô đứng cô cũng chưa có chồng luôn, chưa có người yêu luôn. Có hát bài nào tặng cô ấy không? Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi. Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có hoa thắm tình nha. Em đang xem hàng cây xanh mà. Trời ơi, bả minh họa kìa. Minh họa kìa. Hàng cây xanh đâu rồi? Em mới tới hàng cây xanh mà. Nhắm mắt lại, kiểm tra xem trong thời gian vừa qua có những điều gì đã chạm vào con tim mình chưa? Nào các bạn sẵn sàng nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Rồi. Đây của em. Tốt rồi. Hãy nắm lấy tay nhau đi. Và bây giờ xin phép bác, là bắt đầu từ bây giờ, xin phép bác cho tụi con hẹn hò với nhau. Con xin phép bác từ đây cho con được hẹn hò với chỗ của em. Rồi, cô gái nói gì với bên đàn trai đi. Dạ, nếu sau này con làm cho của bác, nếu mà con có làm gì sai hay là không được tốt thì mong bác chỉ dạy cho con nhiều hơn ạ. Xin phép bác cho con được hôn em ngày đầu tiên.
Anh ơi, lỡ mẹ không cho thì sao anh? Mẹ không cho anh hung đại. Trời ơi, em cho anh cũng hung rồi đó không? Chúc các bạn sẽ hạnh phúc.